Xin giới thiệu đến tất cả anh em. Bên đây em tiếp tục về được một cặp loa nha. Dòng này lo Tesco. Này dòng lo Tesco anh em. Anh giới thiệu đến anh em nha. Dòng này lo này nó có bánh xe anh em, bánh có bánh xe này nha. Mình cầm mình xây qua, mình đẩy tới đây lui được nha anh em. Đẩy tới đây lui được nha, bánh xe zin theo lo nha. Và em giới thiệu đến anh em ngành này là này là hàng lo bát 25 bát đôi với hai chép còi anh em. Anh này gọi là hai chép còi. Và em đi giới thiệu anh em nghe cách coi anh em. Và anh tháo là nha, này lưới nó bằng nhung nha, bằng vải nha. Và bây giờ bên trong anh em xem. Dòng này Tesco, dòng này nó có những đôi lo nhạc đắt tiền có anh em, thương hiệu này nổi tiếng nha. Thì anh em bắt 25 này nha, bắt 25 này nha. Này gân vải thấm dầu anh em, gân vải thấm dầu nha. Và đây là hai chép này nha. Và đây là thùng nó mình xây nó hơi đây anh em. Ở phía sau nó có những chữ của Tây nó làm chữ nè. Và sau đây là cái thông số này nè, thông số của lò này nè, Tesco nè, Minjabang nè, này lò 4 ohm maximum là 60W. Này có cái model FB 8 600 anh em, FB 600, model 600. Dòng lo này mình để gia đình cao kê hay lắm nghe anh em, tiếng lời nó rất thật á, rất là chi tiết luôn á. Và đi vào giới thiệu đến, và một cái thì bên trong anh em, nói chung cặp này rất là hay anh em. Dòng này rất hiếm nha, hiệu nè Tesco nè anh em, lo 8 ohm nè, 8 ohm hai cái nối nó song song lại thì nó thành 4 ohm. Đây là cái lo chép nè anh em, lo chép Tesco luôn nha. Nè đó, không còi đàng hoàng nha, không gan nha anh em, không gan luôn nha, không gan nha. Cái này cũng cái nè, không gan nha. Cái cặp này hát rất là hay anh, giá bình dân anh em. Cặp này giá rất tốt, tính ra bỏ tiền anh em mua những đôi lo bằng giá tiền chưa chắc qua cặp lo này đâu, không bao giờ qua nha. Cái từ nó rất là to anh em, từ rất là to này nha, nè. Từ rất là to, 400 rất là to luôn anh em, rất nặng anh em, nặng cực kỳ nặng luôn. Nè. Đó, dàn cháy luôn anh em. Nè, đó, rất đẹp nha. Rất đẹp nha. À, này phía bên trong anh em, phía bên trong này nha. Đó, phần tầng anh em, phần tầng đó này nha. Phần tầng đó nè. Và mấy cái bông tiêu âm đó anh em, đặc trưng của Nhật nha, Nhật hàng của Nhật. Cặp này mình cao kê rất hay á. Rồi anh em nào mà cần đôi lo này thì liên hệ bên em nha, hiệu Tesco nha. Lo này rất có nha anh em. Dòng lo này lo lời á, lo full đó anh em. Đó đây nè nha, cho anh em xem lại nha. Đây, anh em nào làm được thì liên hệ bên em. Anh em nào mới xem bên kênh em thấy hay thì anh em nào mới chưa đăng ký bên em nha. Và được xem những đôi lo đẹp và những video rất là hay. Và em kết thúc video tại đây. Anh em nào cần thì liên hệ. Xin chào.